Dạ, Linh xin chào cả nhà. Chào mừng cả nhà đã trở lại kênh The LT Kitchen Cuộc Sống ở Mỹ của Linh nha. Hiện tại Linh ở trên con phố là Sanin Chaka. Đây là một con phố cổ của tỉnh Kyoto. Cái con phố này người ta đi bộ rất là đông vui. Linh mời cả nhà theo Linh ngắm đường phố này nha. Con đường này đó nó sẽ dẫn đến ngôi chùa Thanh Thủy, hay còn gọi là ngôi chùa Kaiomizu-dera, rất là đẹp ở trên đỉnh đồi. Gia đình Linh vừa đến viếng chùa Thanh Thủy rồi. Đây là trên đường đi xuống nè. Khi viếng chùa đó, Linh có quay lại hết cảnh đẹp của chùa Thanh Thủy và Linh để ở bên cái Linh Tả Vlog. Thì cả nhà có muốn xem cảnh đó thì cả nhà vào cái Linh Tả Vlog cả nhà xem nha. Khi mà nhắc đến con dốc Sanin-Chaka thì người ta cũng không thể bỏ qua cái con dốc là Nayaka ở cái Kyoto. Linh nghe nói là hai con dốc này nó có từ những thời kỳ đầu lịch sử của kinh đô Kyoto. Nay nó được tái dựng lại để thể hiện đời sống khổ xưa của khu phố. Hồi nãy Linh quay đó là các bạn đều thấy là hai bên đường có rất là nhiều cái gian hàng, giống như là các quán trà cổ xưa hay là các quán cà phê hoặc là các quán quà lưu niệm, họ đều bán hai bên đường này, nhìn rất là kêu là gì phong phú. Giờ Linh mời các bạn cùng gia đình Linh đi khám phá cái phố cổ Nayaka Kyoto nha. Cái phố này nó phục dựng lại giống như là cái phố cổ Hội An của mình vậy đó. Nó thể hiện các đời sống nhà cửa thời xa xưa của cái vùng này. Hôm nay gia đình đi á, thì ngoài trời đó đang mưa, cho nên cả nhà thấy người ta che dù không? Còn nhà Linh là lỡ đi rồi, tới đây rồi khỏi dù khỏi gì hết trơn á. Mưa lất phất cũng rất là mát luôn. Nãy ở trên cao mình nhìn xuống mình thấy mấy cái nóc nhà đó, giờ mình xuống mình thấy mấy cái tiệm đồ ăn với người ta đi. Khu vườn này để cho mấy bạn thích chụp hình vô đây check in để chụp hình. Matcha cà phê. Once again. Cái này nó giống như phố cổ Hội An vậy cả nhà. Nhà hai bên đây nè. Đó, giống như mình đi ngắm phố cổ Hội An vậy. Nó có cái chip trên đó đó cho xem. Thank you.
tới bên đây. Vậy chị đi trước đó nha. Dạ. Đó, đó, đó. Giờ tới đi qua một cái rẽ xuống. Đây mình đã xuống giống như ngắm cua cá sấu thôi. Ồ, xuống rồi, ngon gì vậy? Cái gì cơ hả? Mấy cái tiệm này bán khoai lang nè, khoai lang làm đủ món á. Tiếp tục chấm đường phố, đúng là có tập hồn gặp cái món nào. Chỉ tao mày là có từ. Cái này bán nhẫn nha. Souvenir. Mấy bạn tới đây cái mua một món để làm kỷ niệm nè. Rồi, cuối đường phố. Đó, Linh vừa cho cả nhà đi một vòng quanh cái phố cổ ở Kyoto. Đó. Rồi đây là cuối đường là Linh ra Linh về luôn rồi đó. Linh đi tới đâu là Linh quay hết tới đó. Để cho nha, các bạn mà ai mà chưa có điều kiện đến Nhật á, thì cũng có thể tham quan cùng với Linh luôn để biết phong cảnh Nhật như thế nào. Còn những người mà chuẩn bị đi Nhật á, thì cũng có thể tham khảo để mình coi mình thích chỗ nào thì mình đi chỗ đó. Rất thích mấy em học sinh ở đây đi học mặc đồ thẳng rang và đồ mặc đồ uniform á, đồ đồng phục, áo trắng ở trong, nữ thì mặc váy dưới đầu gối rất là đẹp, nam thì mặc áo dài tay trắng, quần tây, bỏ áo cho thùng, nhìn rất là đẹp. Right, đây là cuối đường. Để coi trên này là gì nữa. Trên đây có thêm một cái chùa nữa hay gì nữa. Ồ, ồ. Bamboo nè, bamboo tree. Is a kudazi. Ngày mai mình sẽ đi bamboo tree. Giờ mình đi. Buddha. Buddha đó mọi người. Hình như mình lên trên này nè mình mới đi ra được nè, phải không? Mình lên trên này nè mình mới thấy Buddha. Chắc lên trên này mới vô đó đó Buddha. Buddha đâu? Mình thấy mấy cái hướng dẫn viên á dắt cái tour lên trên đài, mình cũng bắt chước mình đi theo coi trên này nó có cái gì. Ta ta xe ta về parking. Ngoài đó nó có một cái Buddha đó, ở đây mình nhìn xuống nè, nhìn xuống phố cổ đẹp lắm nha, chụp hình cái nha. Mình lên trên đây mình thấy được này Phật bà đó, nó đến đây mình vía Phật bà nhưng mà người ta không cho vô thôi, mình đi xuống.
Giờ Linh xin dừng video này tại đây. Linh cảm ơn cả nhà đã theo dõi video của Linh. Linh xin chào tạm biệt và hẹn cả nhà vào video kế tiếp. Cả nhà nhớ đón xem nha. Bye bye. Linh chúc cả nhà có một buổi tối thật là vui vẻ bên gia đình mình.